là về cõi tịnh độ vẫn còn nghiệp, nhưng cả nghiệp bằng ý, tức là ý nghiệp. Xin sư giải thích thêm, giờ Phật tử giải thích thêm, giờ ai phát tâm giải thích nè. Tôi đọc lại: về cõi tịnh độ tức là giảng sanh về cực lạc rồi, nhưng mà đối nghiệp giảng sanh, cái danh từ đó vậy, tức là vẫn còn nghiệp, nhưng mà đối nghiệp giảng sanh thì cả cái nghiệp đó bằng ý, tức là trả bằng cách nào. Xin giải thích cho nó rõ. Nghĩa là khi mình giảng sanh về cực lạc đó thì có người tạo nghiệp nhiều quá, nghĩa là nghiệp nặng quá, thấy có thể không giảng sanh, nhưng mà nhờ thêm ban hộ niệm, nhờ cái điều kiện đầy đủ, tức là có người là cái bụng nóng đó, tức là về ngạ quỷ đấy, thì cái ban hộ niệm nhất là người khai thị rất rõ ràng, tiếp tục khai thị rồi tiếp tục niệm Phật 8 tiếng thì nó dồn lên trên ngực, niệm tiếp nữa nhiều khi cả ngày, thì lần lần nó lên tới ngực thì giảng sanh đó, hoặc là tới mặt. Cái ngực là tức là hạ phẩm hạ sanh đấy, rồi có khi lên tới mặt là hạ phẩm trung sanh. Như vậy cái nghiệp quá nặng, thế là những người giết heo, những người đồ tể, những người làm cái nghiệp quan trái là chết rồi phải đọa 4 đường ác thôi. Nhưng mà nhờ cái phương pháp hộ niệm thì cũng Đức Phật Thích Ca chỉ thôi, thì hộ niệm một cách là rất là tha thiết, mà lại đông nữa, có thể 70-80, mà toàn những người giữ năm giới rất thanh tịnh, mà một giới thì 36 vị thần ủng hộ, năm giới 180, thì cái định lực quá mạnh giúp cho người hấp hối này giảng sanh về cực lạc, ghi giảng sanh ngoài ý muốn. Nghĩa là chúng ta thấy là không thể giảng sanh, mà thế mà cái pháp môn tịnh độ vẫn giảng sanh được, tức là vẫn thành Phật đấy, vì đó là thành Phật thôi. Như vậy thì những cái nghiệp mình tạo là xóa bỏ hết, như vậy thì bất công. Chúng ta cứ tạo nghiệp đi rồi may mắn, nói may mắn đó, tức là 100.000 lần mới có 1 lần, nhưng mà giảng sanh, như vậy là cái nghiệp đi đâu? Người làm ác cũng thành Phật nữa. Thì chúng ta trả lời như thế nào? Cái câu này là cái câu khó đấy. Thì trong kinh thường kêu là đới nghiệp giảng sanh. Đới là cái gì? Đới là mang theo, đèo theo. Nếu mà đi đâu, cái sự di nịch đó, người Tàu thường kêu là đới. Đới là nó nịch cái bụng mình lên. Nếu mà đi đâu mà đèo một đứa bé theo, thì mang theo là vậy. Mang tất cả những cái tội lỗi mình làm trong kiếp này chưa kịp trả, thì cái thọ mạng mình đã hết, thay vì mình đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà cái này lại giảng sanh để thành Phật, đó là một điều hết sức là vô lý. Nhưng với pháp môn tịnh độ nó vẫn hữu lý, thì mình giải thích làm sao cho những người tu người ta hiểu rõ, và người ta thấy cái tầm quan trọng, cái đại hạnh của chúng ta trong cái thời buổi mạt pháp này còn có cái pháp môn tịnh độ. Nghĩa là nếu đủ nhân duyên nghe pháp tạo cái thuận duyên, thì dường như bất cứ người nào cũng có thể giảng sanh được. Vì trong kinh nói là giảng sanh không phải khó mà cũng không phải dễ. Nếu mà không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không giảng sanh. Thì cái đó còn có thiện căn phước đức nhân duyên. Có người ta cái nghiệp rất nặng, nhưng mà ta lại đủ phước đức nhân duyên, thì ta vẫn giảng sanh thôi. Như vậy chẳng hạn ta làm ác, ta giết trâu bò, ta chửi mắng mấy người tu tịnh độ, ta phỉ báng, nhưng bây giờ phút cuối cùng người ta ân hận, cũng như cái ông gì làm heo ở bên chùa nó không bao giờ tu, nhưng mà tới giờ chết thì họ thấy, ông thấy là heo ăn ép cắn ổng, ông bực mình, ông la, ông kêu bà vợ qua thỉnh cái ông thầy chùa bên đó qua cứu cho tôi. Cái ông thầy tu qua thì thấy vậy, nói vợ ông ráng niệm Phật đi mà tha thiết à, chứ ông thôi ông chết ông xuống địa ngục đấy, ông giết lại 2 loài súc sanh nhiều quá. Thì ông tha thiết ông niệm đâu chừng nửa tiếng đồng hồ, ông thấy Phật A Di Đà Quan Thế Âm hiện ra. Ông nói: thầy ơi, con thám ơn thầy quá, Phật đến rước con xin đa tạ thầy, giờ con theo Phật về. Nói xong là ông tắt đó.
Như vậy là giảng sanh mười thôn khắp Phật. Thì cái đó là cái tạo nghiệp ổng là đi đâu? Thì chúng ta thấy câu hỏi này rất hay. Thành ra nếu chúng ta học duy thức thì câu trả lời nó sáng tỏ, nó rõ ràng. Còn không, mà để gặp người ta hỏi mình làm không sáng tỏ thì người ta sẽ không tu, uổng cái kiếp luân hồi sanh tử của chúng ta. Cũng như về vấn đề hiến xác vậy, có nhiều người trả lời không được. Rồi như vậy rồi những người ta lỡ hiến xác rồi làm sao, và những người sắp sửa muốn hiến xác nữa làm sao? Mà cái đó nếu không có duy thức là không làm sáng tỏ được. Thì thôi bây giờ tôi xin trả lời câu này. Thì chúng ta sống, chúng ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái ý nghiệp là quan trọng hơn hết. Như tôi nói, nó là cái tâm, nó điều khiển cái thân với cái khẩu. Thân với khẩu tự nó không có tội lỗi gì hết, mà nó cũng chẳng có giảng sanh gì đâu hết. Nó do cái ý nghiệp điều khiển. Thì trả bằng ý nghiệp là trả bằng tất cả, chuyển hết tất cả thân khẩu. Chẳng hạn như chúng ta làm tội lỗi, giết heo, giết trâu bò, thì đâu phải là cái tay giết. Chứ nó không phải tay giết là cái gì mà giết con heo, cái gì đâm hỏng heo. Thì chúng ta nói phải là cái tay, nhưng mà khi không cái tay nó cầm dao nó đâm sao? Nó phải có cái gì điều khiển sai khiến nó. Chúng ta phải nhận cái chỗ đó. Thành ra nếu chúng ta điều chuyển cái tâm rồi thì cái tay nó đâu có dám giết. Cái tay giết là do cái tâm sai khiến. Chúng ta lại Phật cũng vậy. Không phải lại Phật là giảng sanh đâu, nhưng mà lại Phật với cái tâm như thế nào. Có khi lại Phật mà tội lỗi, có khi lại Phật mà phước báo sanh về cõi trời, có khi lại Phật mà thành A-la-hán, có ly lại Phật mà thành Bồ-Tát Như Lai. Thành ra chúng ta phải nắm cái tâm là quan trọng hơn. Nhưng người sơ cơ thì phải nương vào thân, vào miệng, thì cái tâm nó mới tập trung được. Cũng như mẫu giáo, phải nương vào ráp dần mới đọc chữ được. Nhưng không phải ráp dần mới đọc chữ. Khi nó lên lớp 3, lớp 4, nó đâu có cần ráp dần. Nó nhìn vô là nó đọc liền. Đó là do cái tâm nó đã thuần thục rồi, nó lại khác. Thành ra ở đây muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nắm cái tâm. Nếu chúng ta cải sửa cái tâm, là tất cả cái thân này phải cải sửa theo. Tôi đã nói nãy, vô thường, vô ngã. Cái nhận thức như thế nào, thì cái thân đối tượng nhận thức phải chuyển biến theo. Chẳng hạn như bây giờ, cái nhận thức tôi là người, thì nước phải là nước, mấy ông mấy bà cũng là người thì cũng nước với nhau hết. Nhưng mà nếu có nhận thức tôi là cõi trời, có nhà có học thì nước là hết hay không? Thành ra có hai cách. Một là tôi nhờ máy móc, tôi vô cái phòng khoa học thì tôi thấy nước là H2O. Thì chính cái máy móc nó thay đổi cái hoàn cảnh, thì cái nhận thức tôi phải tương ưng theo. Còn cái thứ hai là tôi không cần máy móc, tôi tự tu, tôi luyện. Chẳng hạn như ông Năng Đà, ông nhớ vợ là công chúa, Đức Phật mới dẫn ông lên cõi trời còn đẹp gấp cả ngàn lần bà vợ, bà công chúa nữa. Tới chừng Đức Phật thả ông xuống, lọt xuống cõi này thì ông không thấy nữa. Thì cái đó là nhờ Đức Phật, cái từ lực của Ngài, Ngài đưa ông lên đó ông thấy. Giống như giờ trong phòng khoa học thì các Ngài dùng máy móc để mình thấy nước là H2O. Chừng nào mà Ngài thấy xuống rồi thì ông cũng thấy cõi này, công chúa bà của Ngài, chứ còn cõi trời ông không thấy nữa. Nhưng mà nếu về ông tu, ông chứng đắc nhị thiền, tam thiền rồi, tự lực ông có thể thấy được cõi trời, chứ không cần Đức Phật nữa. Thành ra Đức Phật cải sửa cái hoàn cảnh thì cái tâm ông thể cải sửa theo. Còn nếu ông cải sửa cái nhận thức ông thì hoàn cảnh phải cải sửa theo. Thì đạo Phật chú trọng ở mình hơn là Đức Phật.
Đức Phật là tha lực đầu tiên. Một đứa mẫu giáo không học, không đọc chữ được thì phải nhờ ông thầy dạy ráp dần. Khi đã ráp dần được rồi, ông thầy thấy nó ráp ở nó. Cũng như đứa bé thì phải nhờ tay mẹ dịnh nó mới đi được. Nhưng mà khi đã đi được rồi còn dịnh thì đứa bé này sẽ chết, dứt cho nó đi một mình. Thì cái đó là cái mục đích của đạo Phật, là mỗi người phải tự đi lấy bằng cái tự lực của mình. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta tạo nghiệp là do tư tưởng chúng ta đã có tư tưởng xấu, tư tưởng ác, tư tưởng đê tiện, thành ra mới giết loài thú để mà thỏa mãn cho cái sự xác thân giàu có này. Thì chính cái tư tưởng là tội lỗi, chứ đâu phải thân, đâu phải miệng. Miệng là tay sai thôi. Thành ra khi giảng sanh về cực lạc là chính cái tâm giảng sanh, chứ không phải là xác thân nó phải chết bỏ lại. Nhưng mà tư tưởng ác thì nó quân tập cái chủng tử ác là cái hột giống này. Nó đủ điều kiện nó sẽ trở lên cái xác thân xấu xa đê tiện. Nhưng bây giờ chưa đủ điều kiện mà nó đã được giảng sanh về cõi Phật rồi. Thì tất nhiên là những cái chủng tử này nó nằm lép ở đó, nó chờ thời. Không đủ nhân duyên, về cực lạc làm sao mà đủ nhân duyên? Toàn là thánh tăng không. Chủng tử ác nhưng mà không có phân, không có đất, không người phân tưới thì nó vẫn nằm đó. Thành ra cực lạc là như vậy. Nhưng mà nó vẫn còn chứ đâu phải không còn. Thì trả mà ý nghiệp là trả làm sao? Tức là trả giống như lúc chim bao. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta làm việc gì ác, nằm chim bao thấy những việc ác đó hiện ra. Thấy bị cắt, bị cưa, mổ xẻ, thấy cọp rượt bắt mình, thấy đầu trâu mặt ngựa lấy chĩa ba nó đâm vô lưng mình, nó biểu để đầu thai. Nếu còn đang mộng chưa có tỉnh, sợ không? Sợ chết mồ luôn, mồ hôi đó ướt rồi nước áo hết. Rồi la ó sùm. Rồi mấy người bạn ở chung quanh cha mẹ đến vỗ vai kêu con định tỉnh dậy, con làm cái gì con la con khóc quá vậy? Tỉnh dậy thì mất tiêu hết, không có đầu trâu mặt ngựa, không có gì hết. Thì chúng ta thấy cái đó kêu bằng trả bằng ý nghiệp. Chim bao, tôi thấy đầu trâu mặt ngựa đâm tôi, mổ tôi, cắt cổ tôi. Thì trong lúc chim bao là có, nhưng khi tỉnh dậy đâu còn cái gì đâu. Tôi vẫn là tôi, con bị cắt cổ gì đâu. Nhưng mà cái ý tôi lúc đó vẫn có. Thì nếu trong lúc chim bao mà tôi biết cải sửa, tôi tu tập, tôi niệm Phật, tôi niệm A-di-đà này kia, tôi thấy thoát khỏi, niệm Quan Âm lại cứu tôi. Thì cái đó kêu là trả bằng ý nghiệp. Cái xác thân không có. Thì về cực lạc nó cũng tương tự như vậy. Khi mình về vào giáo hội Phật A Di Đà rồi thì tất cả những chủng tử ác nó nằm trong đó, nó chờ thời. Thành ra thỉnh thoảng Đức Phật A Di Đà phải thấy mình trở lại cõi ta bà của mình, tức là trở lại cái quế độ, chứ không còn tự lực của Phật A Di Đà nữa, không có nương giáo hội nữa. Chẳng hạn như mình vào giáo hội Phật Thích Ca, mình tạo nghiệp ở ngoài nhiều quá rồi, thì bây giờ dòng như tràn vô não rồi, Phật mới đẩy ra ngoài xã hội. Thì nó đánh nó đập mình, rồi về giáo hội thì hết. Thì cái đó là trả nghiệp từ từ, đến khi nào hết ý nghiệp. Trong lúc chim bao mình biết tu, biết niệm Phật, đó là mình chuyển cái ý nghiệp mình. Thì chim bao lần lần nó nhẹ, mai mốt vẫn còn chim bao tiếp tục. Thì trong chim bao mình bắt đầu tu để cải sửa ý nghiệp trong chim bao. Thật ra mình đang sống đây cũng là chim bao thôi. Mình phải hiểu sâu như vậy. Cái lúc mình nằm chim bao là chim bao của chim bao. Còn cái này là chim bao của sự thật. Mình cũng là mộng thôi. Nhưng mộng này nhẹ, rồi bây giờ ngủ thì chim bao nữa. Rồi chim bao quý vị thấy mình đi ngủ, và trong lúc ngủ chim bao đó là chim bao của chim bao của chim bao nữa. Vì phải quan tham thiền quán xét toàn là chim bao không. Khi nào mới thật? Chỉ có ai láng mới là thật đó. Có bất lai cũng còn chim bao. Thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba vẫn còn chim bao. Còn tư tưởng là còn chim bao. Chính tư tưởng là chim bao. Tư tưởng tạo ra vấn đề. Tư tưởng tạo ra tam giới. Do nghiệp cung cấp chất liệu từ trong linh hồn.
thì mới có tam giới này. Như vậy khi giảng sanh về cực lạc thì thế giới cực lạc không phải là thế giới của tam giới, nó là thế giới của sát na, thì đâu có kịp nào vô đó. Nhưng mà không phải là hết, mình tạo nhân quả thì phải nằm nhân quả thôi. Thì bây giờ Đức Phật mới thấy mình ra khỏi giáo hội, cho mình trở về ta bà lại, thì tất nhiên phải trải nghiệm tốt. Nhưng mà mình đây tu tập mình biết rồi, bây giờ cái ý chí mình mạnh, mình cải sửa. Cải sửa mà hết rồi thì không còn chiêm bao, không còn bị thấy ra ngoài nữa. Mà chưa hết thì trở vô lại rồi bị thấy ra nữa. Tới chừng nào dứt hết ý nghiệp thì những cái mà mình tạo ở ta bà đó, thân khẩu không quan trọng, cả ý rồi thân khẩu nó chuyển hết. Đại khái là vậy, có hiểu không? Đằng sau này tôi hỏi tại sao mà mấy người làm ác vẫn giảng sanh, như vậy là không có công bằng. Về cực lạc rồi là hết nghiệp, không có hết đâu. Vào trong giáo hội Phật Thích Ca là không còn nghiệp nữa, nhưng mà hồi ở ngoài đời còn là nghiệp thì thỉnh thoảng đi ra tiếp xúc cuộc đời vẫn bị đánh đập. Càng vô não 3-4 tháng trời lỗ đầu rách y là tùm lum hết. Nhưng mà ông biết tu, ông can đảm ông trả. Rồi Đức Phật mới nói thôi bây giờ con bị đánh nhiều quá, con giết tới 999 người, con đi qua nước khác. Nước này là con giết tới 900 mấy chục người, qua nước khác đâu ai biết, thì con sống an vui. Nhưng mà cái nghiệp không hết, ông biết là vậy là không có thành Phật được. Thì Đức Phật đã trả từ từ, con làm quá Như Lai sợ con chịu không nổi. Ông nói con dám tạo ác thì con phải dám trả ác. Thì trả cho tới 9-10 tháng, cả năm trời. Cứ là bệnh vô, trong đó quý sư băng bó đàng hoàng hết bệnh ra lỗ đầu nữa. Rồi băng bó là chừng nửa tháng, 1-2 tuần lễ hết nữa rồi ra lỗ đầu nữa. Bể bát rách y. Ông cứ tiếp tục làm tới 8-9 tháng rồi ông chịu đựng nữa. Tới chừng nó trong sạch rồi thì cái duyên nó tới. Ông mới nghe một cái cô đó đẻ, mà đẻ không ra. Đàn bà mà sinh đẻ đau đớn lắm, mà đứa con nó quá lớn đẻ không ra. Bà rên quá trời rên. Ông đi qua ông nghe, ông khổ quá chịu không nổi, bắt đầu có tâm từ nó phát hiện tu mà. Chạy về bạch Đức Phật, con đi ngang cho nghe một cái cô đó cổ đẻ không được, cổ rên đau đớn quá con chịu không nổi. Đức Thế Tôn nói con trở lại chú nguyện cho người ta. Nói chú nguyện sao? Đức Thế Tôn nói con nói từ ngày mà sanh ra tới đây tới giờ, con chưa hề tạo một cái nghiệp nhỏ nào hết, thì xin cho cái công đức của tôi hồi hướng cho mẹ tròn con vuông thì sanh được thôi. Ông là trời ơi, Thế Tôn nói gì kỳ vậy? Từ ngày sanh ra tới bây giờ con đã giết 999 mạng, mà Thế Tôn nói con không gì giết ai hồi hướng công đức là con nói dối nữa. Đức Phật nói không phải vậy. Cái hồi con có hai cách sanh, hồi cha mẹ sanh con là khác, rồi con chết hết cõi đời, con sanh vào nhà đạo tới đây là con bắt đầu thọ giới, là con sanh một lần nữa đấy. Tức là quý vị thọ giới nó là sanh cái thân thứ hai. Cha mẹ là sanh thân thôi, còn Đức Phật mà cho thọ giới là sanh tâm. Bây giờ nó khác với cuộc đời trước rồi. Hồi trước là con sát sanh trộm cắp tà dâm, bây giờ không sát sanh mà còn phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, thì con người con là con người thứ hai, con người khác thôi. Mà từ khoảng thọ giới tới bây giờ, giới tỳ kheo 250 giới, con có giết mà con kiến con mũi nào không? Nói không, thì đó là trong sạch. Thế tôi muốn nói là nói từ ngày con xuất gia vào đạo, chứ không phải nói là cha mẹ đẻ. Cha mẹ đẻ rồi con đã tạo 999 người chết rồi, giờ biết bao nhiêu loài thú đã chết vì con. Nhưng mà từ ngày thọ giới bây giờ con kiến con mũi con cũng không dám động. Thì trên đời này ai mà trong sạch hơn có? Ông nghe lời, ông nói, thấy tôi nói vậy con hiểu rồi, để con đến chú nguyện. Thì quý vị biết là một giới 36 vị thần chư thiên ủng hộ, quý vị năm giới là 180, mà chỉ thì khen 250 giới là mấy trăm ngàn chư thiên ủng hộ, thì cái lời nói nó rất là linh. Ông trở lại thì nghe bà đó cũng còn rên quá trời, sanh không được, cả tiếng đồng hồ mà cũng không sanh được. Thì người nào, nhất là mấy cô có sanh đẻ thì biết, tôi không biết. Thì nghe nói nó nhức lắm, đặng không ra là khổ, mà đứa con mà cần bự chừng nào 4-5 kg thì chết một người người mẹ. Qua lợi ông lợi ông đứng bên vách, ông nói vô, tôi kể từ ngày tôi xuất gia tới giờ tôi chưa hề
làm một cái việc sắc thanh nào nhỏ, xin đem cho cái phước đức công đức của tôi hồi hướng lại cho cô được mẹ tròn con vuông. Ông nói xong là đứa bé ra liền. Thì cái cô đó mừng quá, trời ơi, có được ai chú nguyện ở ngoài vách, kêu mẹ với anh em ra coi coi ai ở ngoài vách mà chú nguyện cho tôi mà tôi sanh dễ dàng. Thì ra thấy chàng vô não. Và từ đó cái tiếng tâm ông nổi lên. Ai có bệnh tật, có cái gì lợi tới ông chú nguyện là hết. Vì giới quá kỹ mà. Thì chúng ta thấy cái đối nghiệp dẫn sanh này cũng vậy thôi. Và nó trả bằng ý nghiệp, tức là trả bằng cái tư tưởng ác thiện của mình. Mà chúng ta phải lấy tư tưởng ác thiện mà đuổi tư tưởng xấu, tư tưởng ác. Rồi nó hết rồi nó còn cái tư tưởng thiện. Thì chúng ta mới nhận được Phật tánh thôi. Thì mới qua đạo Phật. Thì chính câu đó là trong kinh Lực Ngôn Phật Ngôn. Chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Thì ở trong trạm xe cũng vậy. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Rồi tới đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo, đạo là tư tưởng tốt. Phi đạo là tư tưởng xấu. Lấy tư tưởng tốt đuổi tư tưởng xấu. Rồi tư tưởng xấu hết rồi còn tư tưởng tốt thôi. Rồi từ đó mới đi tới tri kiến thanh tịnh, mới qua đạo Phật được. Đại khái là như vậy. Vì cái câu này quý vị có thể trả lời một cách sáng tỏ. Nó trả nghiệp đó là giống như giấc chiêm bao. Khi vào giáo hội của Phật A-di-đà, Phật Thích Ca thì không có nghiệp nào theo hết á. Nhưng mà cái nghiệp cũ vẫn còn, Đức Phật Thích A-di-đà mới đẩy mình ra khỏi giáo hội. Thì trở về sống với giấc chiêm bao, mình thấy mình trở lại có cha mẹ, có anh em, trở lại khỏi ta bà này. Kêu hồi tưởng đó. Chiêm bao là vấn đề hồi tưởng lại. Kêu lạc tạ ảnh tử nó rớt vào trong ai lại gia mình. Thì bây giờ bắt đầu nó hiện lên. Cái này chúng ta trong duy thức thường kêu là độc ảnh cảnh, tợ tỷ lượng. Còn bây giờ nó kêu là đới chất cảnh, chân tỷ lượng. Thì nó rõ, duy thức nó rất rõ. Như vậy thì khi chúng ta trở về độc ảnh cảnh là cảnh tưởng tượng chiêm bao. Còn cái này là chiêm bao với ngũ câu ý thức, rồi cái kia chiêm bao với độc đầu ý thức nhớ lại thôi. Thì chúng ta cũng có quyền cải sửa nếu chúng ta có chủng tử thiện, biết cách tu tập. Thì đó là trả bằng ý nghiệp. Thì trong này cô này có hỏi rất hay. Bây giờ hiểu chưa?